Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lầm bầm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi phương xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chân heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về và cha cậu giết bê con. Vì thấy cậu trở về mạnh khỏe, anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, cha không hề trái lệnh cha một điều nào, mà cha không bao giờ cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi đã phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng con phải ăn tiệc vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người đã xúc phạm đến Ngài. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Mica xin Thiên Chúa nối lại mối liên hệ của Ngài
với con cái Israel sau thời lúc này. Và điều này chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được, vì mọi con dân Israel đã xúc phạm đến Ngài. Để thực hiện điều đó, Thiên Chúa phải chà đạp tội lỗi dưới chân hay quăng chúng xuống đáy biển. Còn trong bài Phúc Âm, Thánh sử Luca viết lại cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời về tình thương tha thứ của Thiên Chúa mà ai trong chúng ta cũng biết được. Câu chuyện có tên là Người Cha Nhân Hậu. Người cha sẵn sàng tha thứ vô điều kiện và phục hồi quyền làm con khi một người ăn năn trở lại. Thưa anh chị em, con người chúng ta không thể hiểu được tình thương của Thiên Chúa qua hình ảnh của người cha trong dụ ngôn này. Tình thương quá tuyệt vời của người cha làm cho nhiều người bất mãn, trong đó có người anh cả. Phản ứng của người anh cả khi biết lý do của buổi tiệc ở trong gia đình là vì người em của anh đã trở về. Anh liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha anh đã năn nỉ và anh được dịp để bày tỏ nỗi tức giận của mình. Anh đã kể công phục vụ cha coi và từ chối không nhận em của mình. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Phản ứng của người cha, chúng ta nhận thấy ông vẫn bên vực người con thứ và kiên nhẫn cắt đĩa cho người con cả. Con ơi, lúc nào con cùng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng bởi vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Anh chị em thân mến, trong những ngày của mùa chay này, chúng ta hãy dành nhiều thời gian để cầu nguyện và suy gẫm về trái tim yêu thương của người cha trong câu chuyện này. Chúng ta suy nghĩ về niềm vui trong lòng của người cha khi thấy đứa con đi hoang của mình trở về từ xa. Người cha đã chạy đến ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để, rồi ra lệnh cho gia nhân chăm sóc thật tốt cho anh, mở tiệc ăn mừng. Những điều này là dấu hiệu của một tình yêu không gì có thể ngăn lại được. Đây cũng là tình yêu mà người cha trên trời dành cho mỗi người chúng ta. Ngài không phải là một Thiên Chúa luôn nóng giận hay nghiêm khắc, mà Ngài là một Thiên Chúa nhân từ, luôn khao khát đưa chúng ta quay trở lại và hòa giải với chúng ta. Ngài vui mừng khi chúng ta hướng về Ngài, khi chúng ta cần đến Ngài. Ngay cả khi chúng ta không chắc chắn thì Ngài vẫn luôn chắc chắn về tình yêu của Ngài dành cho một chúng ta. Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta, và tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó. Mùa chay là thời điểm lý tưởng để chúng ta quay trở về với Chúa trong thân phận tội lỗi của mình.
và Ngài sẽ ban ơn với lòng thương xót của Ngài cho chúng ta. Ngài sẽ chạy đến với chúng ta đỡ nâng những gánh nặng của cuộc đời chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con là những kẻ tội lỗi, rất nhiều lần chúng con đã quay lưng lại với Cha và tự ý bỏ nhà ra đi, chạy theo những đam mê dục vọng trần thế, đã nhiều lần mất phương hướng, chỉ còn lại sự thất vọng và buông xuôi. Giờ đây chúng con mong muốn quay trở về với Cha. Xin Hãy ban cho chúng con lòng can đảm để chúng con biết ăn năn trở về thật lòng, biết sám hối những lỗi phạm của mình và biết canh tân đổi mới cuộc sống. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào lòng Chúa xót thương và luôn tín tác vào Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, tấm lòng yêu thương khôn tả của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu bày tỏ qua dụ ngôn người cha nhân hậu mà chúng ta mới nghe. Ông đã quá vất vả vì con cái, tuy nhiên thay vì tuổi già ông được con cái phụng dưỡng, đằng này nó lại đòi chia gia tài để rồi nó đi ăn chơi trác táng với phường tội lỗi. Hết tiền hết bạc bị người ta coi thường, khinh miệt trong thân phận nô lệ, bụng thì đói, thằng con thứ này trở về với cha của mình. Tuy nhiên thay vì xua đuổi nó, kể tội nó, kết tội nó, thì ông lại tỏ ra nhân hậu với đứa con tội lỗi. Lòng nhân hậu yêu thương tha thứ đã khiến ông quên hết lỗi lầm của đứa con đi hoang, mà chỉ còn thấy trước mặt ông, trong vòng tay âu yếm là đứa con mà ông mòn mỏi đợi trông. Đứa con mà ông tưởng đã mất vĩnh viễn, nay nó lại trở về. Ông vui sướng mở tiệc liên hoan, đàn ca múa hát, ăn mừng bởi vì đứa con trở về. Một cuộc tiếp đón quá sức nồng hậu, ngoài sức tưởng tượng của đứa con. Thế nhưng hành động nhân từ của ông bố bao nhiêu thì hình ảnh và lời nói thái độ của người con cả lại ngược lại với ông bấy nhiêu. Anh ta không chấp nhận tha thứ cho đứa em hoang đàng. Anh trách móc bố rồi lại tị nạnh với em. Anh không hề gọi em của mình là thằng em tôi mà đẩy nó sang ông bố để rồi bảo đứa con khốn nạn của cha. Anh không chịu vào nhà, ông bố phải nhẫn nhục ra tận cổng phân trần năn nỉ mời anh vào nhà, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Nhưng ông vẫn khẳng định với cái cậu này, tất cả những gì của cha đều là của con. Đó là câu chuyện thật về một Thiên Chúa yêu thương quảng đại và hay tha thứ. Ngài không dùng hình phạt nhưng tỏ lòng khoan dung, một Thiên Chúa thương xót, thương cả đứa con đi hoang lẫn cửa cả đứa con ngang ngạnh ở nhà. Chỉ có một điều là những đứa con không thương nhau. Thằng anh không thương thằng em, thằng anh không chịu vào nhà bởi vì tấm lòng của ông bố nhân hậu quá, tấm lòng của đứa con hạn hẹp quá. Anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa thì lớn hơn tội của chúng ta bội phần. Và chúng ta hay chấp nhận nhau, bắt bẻ nhau, tị nạnh nhau từng tí. Còn Thiên Chúa thì cứ bao dung. Mùa chay là thời gian để trở về với Chúa, trở về với anh em. Người con thứ đã đứng lên trở về với ông bố và nó tìm thấy hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta cần về với Chúa và
Và chúng ta không biết rõ người con cả có vào nhà khi ông bố nói với nó những lời tha thiết để nó ôm lấy em mình hay không. Chưa chắc nó làm ngay. Nhưng mỗi một người chúng ta khi nhận ra lòng thương xót của Chúa, chúng ta hãy nhìn đến người anh em của chúng ta. Và kể cả chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là con thứ đi hoang trở về, hay chúng ta là con cả đạo mạo ở lại với gia đình, xem chừng hiếu thảo tốt lành, chúng ta cũng cần phải cải đổi lòng mình để trở về với cha, trở về với em, trở về với anh của mình. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay được đặt tên là Người Cha Nhân Hậu, hay còn có thể gọi là Đứa Con Hoang Đàn. Đức Giê-xu kể dụ ngôn này cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư, đang khi họ sầm xì về việc các người thu thuế và tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-xu để nghe người giảng dạy. Theo bối cảnh này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ba nhân vật trong dụ ngôn đại diện cho ba nhóm người. Đứa con hoang đàn sám hối trở về là hình ảnh của những người thu thuế và những người tội lỗi đến với Đức Giê-xu và nghe người giảng dạy. Cách xử sự của người con cả tượng trưng cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư đang xì xầm chỉ trích. Và người cha nhân hậu luôn đổ tình thương xuống hai con và mong chúng cải hoán thay đổi, đại diện cho Đức Giê-xu và cho Thiên Chúa. Cả ba nhân vật trong dụ ngôn đều để lại nhiều cảm xúc suy tư cho mỗi chúng ta. Nơi người cha, dụ ngôn nói là ông có hai người con, nhưng thật ra ông không có một người con nào. Con thứ thì bỏ nhà đi hoang. Con cả ở nhà thì sống trong tâm thế người làm công, đứa ở đợ, chứ không phải là con. Vậy, làm thế nào để vừa tôn trọng tự do của đứa con muốn ra đi, vừa chỉ dạy cách thức làm con của đứa ở lại? Người cha đã dùng tình thương để cảm hóa, tôn trọng tự do để giáo dục sự tự do. Nhờ đó, hai người con sẽ có khả năng lựa chọn cho mình những quyết định đúng đắn về sau. Ở người con thứ, anh đã dám quyết định, dám ra đi, dám sống hết mình. Và sau đó, anh cũng dám nhìn nhận sự thật về mình, dám nhận trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình. Và đáng phục hơn cả là anh đã dám đứng lên, dám làm lại cuộc đời, dám quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và trở về, để sống trọn vẹn tư cách làm con trong tình yêu thương của cha mình. Còn người anh cả, lời trách móc cha và lời chối bỏ em mình, thằng con của cha đó, cho thấy anh đã không sống với tư cách làm con và tư cách làm anh. Anh ở nhà với cha, gần gũi với cha, mà thực tế lại sống trong tâm thế của người làm công, của đứa ở đợ, nhưng lại tưởng mình là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Anh đang sống trong một tình trạng tệ hại hơn nhiều so với việc bỏ nhà đi hoang nhưng biết hối cải trở về của em mình. Quý ông bà, anh chị em kính mến, cả ba nhân vật trong dụ ngôn hôm nay đều thấp thoáng nơi cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong vai trò làm cha, làm mẹ,
và cả những ai có trách nhiệm trên người khác. Chúng ta phải giáo dục, phải đào luyện sự tự do quyết định của con cái, của cấp dưới mình. Ở vị trí người anh cả, đôi lúc chúng ta cũng dè bỉu, cũng khinh miệt người thân, bạn bè, hàng xóm vì lỗi lầm của họ. Và trong vai người con thứ, đó là những lần chúng ta sa ngã, vấp phạm, hoặc nặng hơn nữa là đang ngụp lặng trong cuộc đời tội lụy của mình. Dụ ngôn hôm nay như một tấm gương soi, giúp mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, để nhận ra tôi đang là ai, tình trạng tôi đang sống là gì trong tương quan với Chúa và với anh chị em xung quanh. Dù là con cả hay con thứ, hãy mạnh dạn đứng lên, dám làm lại cuộc đời, dám quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và trở về, để sống trọn vẹn tư cách làm con trong tình yêu thương của Cha. Mùa chay, Hội Thánh luôn mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại và sám hối hoán cải. Bởi vì lòng khoan dung, tình yêu thương bao la của Thiên Chúa có thể phủ lấp hết mọi lỗi lầm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã mặc khải rõ nét, chân thực và gần gũi nhất lòng khoan dung của Thiên Chúa qua tấm lòng của người cha nhân hậu. Xin biến đổi con sống trọn vẹn tư cách làm con và xây dựng tình anh em nhờ sự hối cải và trở về với tình yêu đích thực của Ngài. Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp vườn tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai người con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha. Thế rồi, anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo, làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha. Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta. Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi dịp mùa chay về, chúng ta lại được nghe dụ ngôn người cha nhân hậu, trích trong chương thứ 15 tin mừng theo Thánh Luca. Câu chuyện diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại được diễn tả qua việc người cha luôn tôn trọng tự do của các con. Ông đã chia gia tài cho các con và để chúng tự do, định liệu. Ông không ép người con thứ ở lại nhà. Ông cũng không tìm cách kéo nó trở về. Ông chỉ trông mong người con từng ngày. Nên, sau những ngày đi hoang, anh đã trở về. Để rồi, khi anh còn ở đàng xa, ông đã trông thấy, với tình thương của người cha, ông chạy ra ôm cổ lấy anh và hôn lấy hôn để. Ông chưa bao giờ thôi thương yêu con. Nó đi xa, nó đã mất. Nay, nó lại được tìm thấy. Quá khứ không còn gì đáng kể. Điều quan trọng là nó trở về. Lúc này, chắc chắn, người con thứ đã nhận ra tình thương của cha dành cho mình khi cha mở tiệc ăn mừng và sai các đầy tớ
chuẩn bị quần áo đẹp và nhẫn để đeo cho anh. Hình ảnh này biểu tượng cho sự phục hồi phẩm giá làm con cho anh. Cảm nhận được mình yêu thương đã là một điều tốt, nhưng khi vẫn được yêu thương ngay trong những tình trạng tội lỗi thì quả là một cảm nghiệm tuyệt vời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người cha như một biểu tượng về chính Thiên Chúa. Tình thương vô điều kiện và lòng thương xót của người được tỏ ra với những người tội lỗi ăn năn. Thiên Chúa mời gọi mọi người hoan hỷ khi người tội lỗi trở lại. Nếu dụ ngôn nói với chúng ta về niềm vui của Thiên Chúa, thì lại chính là Đức Giê-xu phác họa ra trong dụ ngôn đó cách thức hành động của chính người. Có một sự đồng hóa giữa hành động của Thiên Chúa và của Đức Giê-xu. Trong khi thi hành sứ vụ, Đức Giê-xu chính là đấng đã diễn tả niềm vui và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giê-xu không ngại tiếp xúc và đồng bàn với những người bị xã hội liệt vào quân thu thuế và phường tội lỗi. Người luôn nhân từ và kiên nhẫn để chấp nhận bỏ 99 con chiên lại, đi tìm dù chỉ một con đang lầm đường, lạc lối. Vì người không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm, đứng dậy và trở về để được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đừng sợ tình thương của Thiên Chúa, vì tội lỗi của chúng ta có đỏ như son thì Chúa cũng làm cho trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều, Chúa cũng làm cho trắng như bông. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta từng ngày, từng giờ, như người cha trong trình thuật tin mừng hôm nay, để rồi sẽ tha thứ, tẩy rửa tội lỗi cho chúng ta. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con yếu đuối, xa rời tình yêu Chúa, lỗi nghĩa cùng anh em. Chúng con phung phí tài năng và sức lực cho những đam mê xác thịt. Mùa chay này, chúng con quyết tâm trở về với Chúa nơi bí tích hòa giải, vì chúng con xác tín rằng Chúa chính là người cha nhân hậu, đang dang rộng vòng tay để đón chờ chúng con, để yêu thương và tha thứ. Amen. Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đẫm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca múa đêm lạc hàn. Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quạnh hiu. Nào người chia cơm áo, đâu người hàng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thâu ưu phiền, về thôi và sẽ nói với cha rằng: Cha ơi, con nay đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn, con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mai những khi u sầu, con được tình cha xót thương nhiều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay đã cẩn thận đưa vào phần dẫn nhập của chương 15 tin mừng theo Thánh Luca để nhấn mạnh rằng dụ ngôn này hướng tới những người Pha-ri-sêu và các kinh sư
là những người chỉ trích Chúa Giê-xu vì thái độ của người đối với những kẻ tội lỗi. Do vậy, ý hướng chính được tìm thấy trong phần cuối trình thuật qua phản ứng của người con cả và những lời của người cha. Đó là trọng tâm của dụ ngôn. Chúng ta cũng có lúc nghĩ và tin rằng mình thánh thiện hơn người khác. Do vậy, chúng ta cũng được mời gọi ra khỏi sự chật hẹp của mình để hướng niềm vui chân thực với Cha trên trời. Dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay nên được gọi là dụ ngôn về người cha nhân từ. Qua dụ ngôn, Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta hiểu rằng những người trung thành với Thiên Chúa luôn được dành cho những niềm vui luôn lớn hơn, không phải là niềm vui của nhận lãnh, nhưng của trao tặng, niềm vui của việc mở rộng tâm hồn trước tình yêu chủ động của Thiên Chúa, trước tình yêu vô biên của người để sẵn sàng đón nhận tất cả những người khác. Đó cũng là tập có cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải tìm kiếm sự công chính theo cái nhìn của mình. Điểm nổi bật trong dụ ngôn người con hoang đàng là lòng sám hối. Khi nhận ra mình là nạn nhân của những ước muốn điên cuồng, người con hoang đàng cảm thấy đau buồn và quyết định trở về. Thiên Chúa muốn cho kẻ có tội ăn năn sám hối và được sống. Dụ ngôn cho thấy rõ lòng thương cảm và nhân từ của người cha. Qua dụ ngôn, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy lòng nhân từ quảng đại, đầy tình tha thứ của Cha trên trời. Như người cha ngày ngày đứng bên cửa ngóng chờ đứa con trở về, thì Cha trên trời hằng mong mỏi từng ngày những đứa con trai con gái trở về nhà để sống trong cộng đoàn giáo hội và thực hành niềm tin. Có nhiều lần chúng ta lại giống như người con cả, người cảm thấy giận dữ khi thấy người em mình trở về. Người con cả giống như những người Pha-ri-sêu tự cho mình là người công chính và hằng mong muốn kẻ có tội bị tiêu diệt chứ không phải được cứu. Dụ ngôn còn cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn sẵn sàng và mong muốn tha thứ nếu chúng ta nhìn nhận và xưng thú lỗi lầm của mình. Ơn tha thứ của Thiên Chúa vẫn liên lỉ được thông ban qua bí tích giao hòa. Chúng ta hãy tìm đến với bí tích này để nhận được tình thương và hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã được sai đến trần gian này để loan báo tình thương và Chúa đã hoàn toàn chú tâm vào đó. Xin giúp chúng con luôn hướng cuộc đời mình vào mục tiêu ấy để chúng con không mất mục đích là sự sống đời đời. Amen. Sống trong tội lỗi, người đời biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương. Quyết tâm từ hối, dốc lòng xin chừa tội lỗi, vững tin trở về khi Chúa đói thương chờ mong. Vì Chúa chi nhân không sao đành lòng, đã xua ta xa tình Ngài, nếu còn hồi tâm trở về. Vì Chúa mãi không lưu tâm dần buồn, vẫn không giang tay luận mình, nhưng mong con người vui sống. Người ơi, con sao u mê dại chờ, dưng dưng ngơ đi tình Ngài, đắm chìm muôn nhớ thế chờ. Tìm những hoa vui mê say phàm hèn, mãi mê mòn chen chờ đợi, rồi quên tim Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người ơi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương. Quyết tâm từ hối, dốc lòng xin chừa tội lỗi, vững tin trở về, khi Chúa đói thương chờ. Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Dụ ngôn người cha nhân hậu là một câu chuyện rất quen thuộc và luôn ở trong ký ức của chúng ta. Dụ ngôn đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ qua các thời đại. Có ba nhân vật chính trong câu chuyện dụ ngôn: người cha, người con cả và người con thứ. Người con thứ thì nổi loạn và người con cả thì biết nghe lời. Tuy nhiên, mỗi người con lại khước từ cha của mình theo những cách thức khác nhau. Người con thứ nổi loạn đã từ chối người cha bằng cách yêu cầu được chia phần thừa kế trước khi anh được thừa hưởng. Rồi sau đó phung phí tất cả vào những đam mê lạc thú. Còn người con cả biết vâng lời thì khước từ người cha bằng cách từ chối tham dự bữa tiệc mừng người em trở về. Sau đó còn nói với cha bằng giọng điệu đầy oán hờn và xét đoán cả người cha và người em của mình. Người cha đã yêu thương cả hai người con. Ông chạy đến với người con thứ nổi loạn khi thấy anh ta còn ở đằng xa. Rồi người cha rời khỏi bàn tiệc để đi đến với người con cả và xin anh ta vào tham dự bữa tiệc. Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu. Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta qua con của người là Chúa Giêsu. Hai người con biểu thị cho những cách khác nhau mà chúng ta có thể khước từ Thiên Chúa. Qua đam mê lạc thú, chúng ta có thể gây ra nỗi đau cho người khác. Và oán hờn có thể khiến chúng ta xét đoán gay gắt người khác. Trong dụ ngôn, người con thứ nổi loạn đã nhận được tình yêu của người cha, trong khi chúng ta không biết liệu người con cả có đón nhận tình yêu của người cha hay không. Một trong những thông điệp của dụ ngôn này là nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với bản thân và vui mừng với tình yêu của Thiên Chúa dành cho người khác, những người rất khác biệt với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa giống như người cha trong dụ ngôn đang khao khát chúng con trở về với Chúa. Xin tuôn đổ ân sủng xuống và giúp chúng con luôn xác tín mỗi vị thánh đều có quá khứ và mỗi tội nhân đều có tương lai, để chúng con có thể đứng dậy trở về với Chúa, chôn vùi quá khứ của chúng con trong Chúa và lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen. Một người cha có hai con trai, người con thứ xin chia gia tài rồi bỏ đi phung phí ăn chơi. Rồi ngày kia tay trắng tạ tơi, lòng ăn năn đau đớn xót xa, về cùng cha lê bước về nhà. Tình cha bao la chan hòa, tình cha vòng tay thứ tha, tình cha khoan dung hai hà, tình cha đi khắc không nhòa. Từ ngoài xa thấy con tang thương, chạy ra đón cha vui khôn lường. Còn khóc nước mắt nghẹn ngào, tội của con phạm đến trời cao, tội của con phạm đến chính cha. Kể từ nay không đán con cha, tình cha bao la chan hòa, tình cha
vòng tay thứ tha tình cha khoan dung hai hà tình cha ghi khắc không nhỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc lịch sử cứu độ, lịch sử của mỗi người, và đặc biệt qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với những xúc phạm của con người. Người luôn tạo ra những cơ hội để con người quay trở về, sống trong tình yêu và hạnh phúc. Dụ ngôn ông chủ vườn nho và các đầy tớ sát nhân cho chúng ta thấy mọi sự xấu xa đều xuất phát từ lòng tham lam gian ác. Nhưng bằng sự tha thứ và kiên nhẫn, Thiên Chúa đã trao ban tất cả vì tình yêu. Trước hết, ta thấy bụng dạ của bọn tá điền. Sự gian ác của bọn tá điền đã khởi đi từ lòng tham lam, vô ơn và ích kỷ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, không nộp hoa lợi, đánh đập các tá điền khác và sát hại chính người con thừa tự của ông chủ. Thứ đến là nỗi lòng của ông chủ. Thiên Chúa, người chủ vườn nho, vẫn kiên trì nhẫn nại đến cùng, mặc cho các tá điền đang tâm làm xấu đi vườn nho, giết chết người con một của ông chủ. Nhưng vì giữ lòng thành tín yêu thương, ông chủ vẫn không bỏ vườn nho, vẫn muốn giao vườn nho của ông cho những tá điền tốt, có trách nhiệm, biết mình, biết ý ông chủ và biết cách làm cho vườn nho sinh hoa trái. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ vô ơn tột cùng của những tá điền gian ác cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Qua đó nhắc nhở mỗi người hãy xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa và anh chị em. Thiên Chúa ban muôn hồng ân, tài năng, sức khỏe, vật chất là để chúng ta phục vụ Chúa và tha nhân, chứ không phải để chúng ta tìm tư lợi, danh vọng và khoái lạc cho bản thân. Thiên Chúa kiên nhẫn trước những xúc phạm của chúng ta là để chúng ta có cơ hội hoán cải, chứ không phải để chúng ta ở mãi trong tội lỗi. Mùa chay thánh mời gọi chúng ta tự vấn cuộc đời. Ai đã ban cho ta hồng ân làm người? Ai đã giúp ta bình an trong cuộc sống? Ai nâng đỡ ta khi thất vọng? Ai ở bên ta lúc ngã lòng? Ai tha thứ cho ta không giới hạn? Câu trả lời là Thiên Chúa. Vậy tại sao ta lại trở nên vô tâm, quay mặt đi với tình thương bao la ấy của Thiên Chúa? Lạy Chúa, sẽ đến ngày chúng con phải tường trình về công việc vườn nho mà Chúa đã trao phó. Sẽ đến ngày chúng con phải dâng lên Chúa những thu hoạch hoa lợi mà Chúa mong đợi. Bội thu hay mất trắng là hoàn toàn do chúng con sống thái độ biết ơn hay vô ơn với Chúa. Xin giúp chúng con ở mãi trong tình yêu, sống bằng tình yêu và làm chỗ sinh hoa trái là tình yêu phục vụ Chúa và mọi người. Amen. Sao con lạnh mặt đi chẳng nhìn đến ta? Sao con lạnh mặt đi chẳng dám nhìn ta, chẳng nói cùng ta khi tình yêu lên tiếng gọi mời? Hay con đã lãng quên ân tình của ta? Hay con đã ngủ say? Con đã ngủ say trong cõi phù hoa khi tình yêu thức tỉnh chờ. Hãy
rộng xa hơn biển đông, sông núi ngàn trùng, ai du dương hồn con trên cánh dấu yêu, ai nâng niu chiều con cho dấu biết rằng ngày mai khi lớn khôn con phụ tình thương. Ai cho con hồng ân cha trời con, ai đưa tay dìu con xuôi biển giữa đời, mà sao con đã quên ân phúc của người, ai thương yêu hồn con trong nỗi xót xa, ai băn khoăn tìm con khi đã mất chồng, mà sao con lãng quên.